xe Hyundai 5 tấn nhập khẩu Hàn Quốc 100% gia đình dùng để hoạt động trong xưởng, nhưng bây giờ là không hoạt động nữa. Vậy ai có nhu cầu thì liên hệ nhé, số điện thoại đó, điện thoại 0958125599. Hiện nay gia đình của tôi là không làm nữa, rồi tôi sẽ bán xe kỳ tốt. Mọi liên hệ đã có số điện thoại ở trong xe rồi. Xe Hàn Quốc nhập nguyên chiếc năm 1996, xe còn cực kỳ chuẩn. Ai có nhu cầu liên hệ nhá. Bây giờ không làm xưởng nữa, xe này chuyên phục vụ trong xưởng.